Bố mẹ thúc giục suốt ngày. Nhưng mình tự tin một điều, độc thân nhưng đẹp độc đáo. Độc thân là ở một mình thì sao? Ngủ một mình có gì phải bất bình? Sống thật với chính mình đã là một bước tiến mới. Thanh toán với Visa, sống tự tin vươn xa.